Tiếp cái phần sales thì mình sẽ bắt đầu với cả cái deep đầu tiên là thông tin sản phẩm cách text. Như vậy mình sẽ bắt đầu với cả chấm thông tin SP cách chấm text. Đấy, đây là cái deep nằm bên trái. Đây, cái deep nằm bên trái này. Cái thẻ này là thẻ H3. Thì như vậy là cách H3 này. Đó. Sau đó em kích vào trong cái file include của em ấy. Là file Photoshop của em ấy. Em bắt đầu em đo. Em bôi đen rồi em đo. Monsterat 16. Màu là 33, 35 gì đây. Như vậy là phông family. Copy ở trên đi cho nhanh này. Màu là color thăng beta. Phông size là bao nhiêu nhỉ? 16 pixel. 16 pixel. Và cái padding bottom là cái đủ đây 14 pixel bottom 14 pixel và sau đó là mình làm cái thẻ P. Thẻ P thì đơn giản là vẫn là nằm trong khối text nhưng mà là cách P. Cách P thì mình sẽ bôi đen cái P. Thông số đây, Monsterat 12, màu đây 8F 8F. Như vậy là cũng copy cái này. Đấy, kéo ở dưới. Ủa, copy luôn cả cái này đi, kéo ở dưới luôn đi. Màu đổi lại màu thôi, đổi lại phông là 12 này. Còn cái padding bottom thì xóa béng đi. Đấy. Nói chung là giống cái trên thì đổi lại mỗi màu và phông chữ thôi. Như vậy là view trên Chrome là mình đã được cái khối đấy rồi. Đúng chưa? Còn trên không. Đấy, đã được khối đấy rồi. Tiếp theo là đến cái chữ khối ảnh. Khối ảnh thì đầu tiên là anh sẽ select cho cái ảnh trước. Chấm thông tin SP cách chấm ảnh. Đấy, cái khối ảnh là cái khối mà nó mình select cho ảnh trước nhá, IMG trước nhá. Đấy. Mình để cho nó width 100% đi để cho nó tràn hết cái đấy. Kể cả ảnh có nhỏ thì nó cũng tràn hết để mình nhìn cho dễ. Thì mình cho tất cả các ảnh của khối ảnh nó có độ rộng là 100%. Đấy, nhìn thấy sát chưa? Em nhìn thấy rõ cái khoảng cách giữa hai cột của nó là 30 pixel chưa? Bây giờ mình sẽ định nghĩa là khoảng cách hai cột bằng cách là thay đổi padding đi. Vì bình thường ấy khi em kiểm tra phần tử ấy, em sẽ nhìn rõ rằng là cái khối côn 3 này nó mặc định nó có thêm thuộc tính là padding left và right. Đây, right và left này, tất cả các côn đều có thuộc tính padding left right là 15 ấy. Cho nên tổng của cái này là 30 pixel. Bây giờ mình muốn xem là cái tổng của mình là bao nhiêu pixel ấy thì em vào trong Photoshop, em dùng công cụ là slide tool. Đấy, em zoom to lên một tí. Em kẻ một đường từ đây đến đây. Em kích đúp vào đấy. Thì em thấy là độ rộng tổng của nó là 10 pixel. Như vậy là thay vì em để là padding left là 15 và padding right 15 thì bây giờ mình sẽ định nghĩa lại nó là gì nhỉ? Chấm thông tin SP cách chấm côn gạch ngang SM gạch ngang 3. Định nghĩa tất cả các cột 3 nằm trong thông tin sản phẩm. Đấy, có padding gạch ngang left là 5 vì 10 mà. Thế mỗi cái là 5, padding gạch ngang right là 5 pixel. Đấy, thì như vậy khi mà refresh lại em thấy là gì? Khoảng cách của nó sẽ sát vào và khoảng cách này sẽ là 10 pixel luôn. Bởi vì khi em nhìn thấy em thấy là nó sẽ để nó là padding right. Cái côn SM3 này nó đang để là padding 5 5. Còn cái padding 15 ấy nó bị gạch đi. Thì đấy là cái cách mình định nghĩa lại khoảng cách giữa cột. Có nghĩa là mình chỉ thay đổi cái padding thôi. Còn trong trường hợp mà nó bằng 0 thì mình để hết bằng 0 thì nó sẽ sát sát tiếp với nhau. Hiểu chưa? Cái cách này rất dễ. Đấy, đặt class riêng cho cái thằng bố, sau đó gọi tên thằng bố. Cách côn SM gạch ngang 3, padding left bao nhiêu đấy, padding right bao nhiêu đấy. Đấy, tùy từng phần tử shop nhé. Thế là xong khoảng cách rồi. Thế là mình chỉ còn chỉnh lại cái gì nhỉ? Chỉnh lại cái màu chữ thôi. Là chấm thông tin SP cách chấm ảnh nhé. Cách H3 KL. Đầu tiên là mình kiểm tra ở trong Photoshop đã nhá. Bôi đen cái này này. Màu đây. Phông 16 đúng không? Monserrat đúng không? Đấy, Monserrat. Phông size 16 pixel. Color beta. Padding gạch ngang bottom. Là mình phải đo C này 18 pixel.
Như vậy khi mà view trên Chrome thì mình sẽ thấy là không được à? H3 hay H mấy đây? Mình trang tử này. H2, như vậy mình sửa lại đây là số 2 nhé. Refresh lại. Sau đó padding top nữa nhé. Padding top, padding left, padding right nữa. Mình phải đo hết. Padding top đây. Nó là 27. Padding right. Nó là 41. Thế như vậy là padding top 27 pixel. Padding cái ngang left 41 pixel. Đấy, thế là mình được cái chữ của mình. Nó nằm ở vị trí ổn ổn chưa? Tiếp theo đến cái chữ này thì mình cũng chỉnh nốt thôi. Đấy, chữ này cũng chỉnh nốt thôi. Nó là thông tin sản phẩm cách chấm ảnh cách P. Đấy, mình copy nguyên cái dòng này xuống đây. Đấy, để cho nó giống nhau đã. Xong mình sẽ chỉnh lại chút xíu đây. Đấy, giống nhau rồi đúng không? Thì mình chỉnh lại. Vào trong cái phần Photoshop mình đo lại. Đổi lại hết thôi. Bôi đen nhá. Ctrl T nhá. Line 2 21, phông size 12. Màu chữ đây. Đấy, đọc thông số đây. Line 2 21, phông size 12 và màu. Như vậy đầu tiên mình paste cái màu đã. Line 2 chưa có, viết thêm line 2 vào. 21 pixel. Phông size 12. Đấy, padding left vẫn là 41. Padding top thì mình phải đo. Padding top không cần đo, để là không luôn. Đấy, mình đo ở trên rồi. Padding bottom phải đo một tí. Padding bottom đây. Thực ra padding bottom không phải đo. Vì ba khối này nó bằng nhau rồi. Cho nên không phải đo. Bottom không cần. Như vậy khi mà view trên Chrome bạn thấy là thế là xong rồi đấy. Bạn được cái khối như này. Rồi. Sau khi làm được cái khối này rồi thì mình sẽ phải là gì nhỉ? Em thấy là trong cái phần Photoshop ấy thì nó có một màu trắng. Đấy, và nó có một cái border bottom này, mà nhìn thấy border bottom màu xám không? Thì mình phải đo cái khoảng cách của border bottom này. Bằng cách là zoom kỹ vào nhé. Xem là cái này là cao bao nhiêu. 3 pixel. Màu của viền là bao nhiêu? Màu EA. Đấy, thì như vậy là trong cái này mình sẽ viết là gì nhỉ? Cái div là div thông tin sản phẩm ấy. Chấm ảnh ấy. Đây, thông tin sản phẩm viết ở dưới cho nhanh, thông tin SP cách chấm ảnh. Cái này mình sẽ để là border gạch ngang bottom 3 pixel solid màu EA. Chiều cao của khối này mình cũng đo luôn. Wow. À, mình kẻ một đường từ trên xuống dưới thôi. Từ trên xuống dưới. Kích đúp vào đó. Độ cao 483. Như vậy là ở đây mình sẽ để cho nó là cái hai của nó, cái này là 483 pixel. Thế thôi, thế là khi view ra à, màu trắng chứ nhỉ. Background là màu white. Bởi vì là nền thì nền xám. Anh nhìn xem. Nền nó nền Photoshop nhỉ? Photoshop. Nền nó nền xám thế này. Nhưng mà cái khối này nó nền trắng. Như vậy là đây mình sẽ về là background là white. Còn cả cái deep thông tin sản phẩm này này thì nó lại có màu gì nhỉ? Màu xám. Chấm thông tin SP. Background nó là màu xám. Màu xám này chính là cái màu xám của cái trên thôi. Thông tin 1 đi. Đây này, màu F7 này. Đấy, thì như vậy là cái đít thông tin sản phẩm có màu F7 đấy. Khi view lên sẽ nhìn thấy nó nhảy. Thì nó sẽ có màu trắng ở đây. Có vấn đề đúng không? Màu trắng nó liền hết cả khối này. Trong khi trong Photoshop ấy thì nó màu trắng nó tách rời nhau. Còn nhìn thấy không? Màu trắng nó tách rời nhau đây này. Khoảng này khoảng tách rời này. Của mình màu trắng nó liền hết. Thì như vậy là của mình có vấn đề em ạ. Vấn đề của mình là để màu trắng lên nó không ổn. Được chưa? Mà mình phải để mà phải dùng một cái díp khác để bọc lấy cái khối ảnh này, này. Gọi là díp gì, díp nền đi. Đấy, díp nền này bọc lấy toàn bộ phần nội dung bên trong khối ảnh này. Díp nền. Chấm nền đi. Đấy, bọc lấy toàn bộ nội dung của cái ảnh H2 và thẻ P ấy. Đấy.
toàn bộ ảnh H2P trong cái deep nền này. Và cái deep nền này này, sau khi bọc xong rồi ý, thì mình sẽ để cho nó là chấm thông tin SP cách chấm nền. Mình để cho nó background white lúc này mới được này. Đấy, bởi vì nền nó chỉ bọc ngoài cái đấy khối đấy thôi. Đấy, em nhìn thấy không? Lúc này mới được. Đấy, và chiều cao cái border hết, em để hết vào cái deep này. Deep nền này. Cái này là cái chữ nó hơi bị sát ở bên ngoài quá nên là do thẻ P của mình không để padding right. Nên để padding right nữa. Padding gạch ngang right. Mình cũng để 41 pixel luôn. Đấy, để hai bên nó đều nhau. Đấy, như vậy chữ nó sẽ đều nhau như này. Như vậy và nền sẽ nền trắng cái tách nhau ra. Thế là trường hợp bạn muốn là cái nền nó bị tách ra thì em phải đặt riêng một cái deep riêng. Còn nếu mà dùng sẵn cái deep đấy kiểu gì nó cũng liền nhau. Đấy. Sau đó bạn copy cái khối row này này. Đây là một row đúng không? Ui rồi, không biết cái nào là hết kết thúc của cái row rồi. Đây. Anh đoán bừa nhá. Đấy, thế như vậy nó thành hai cái khối thôi. Nhìn không? Hai khối. Mình sẽ để thêm margin nữa nên sẽ tách nó ra. Đấy, bạn nhớ là comment cẩn thận nếu không thì ở đây là anh đoán đúng thôi, chứ còn bình thường anh không biết là cái nào đóng của cái nào thì rất là dễ bị sai. Đây là hết row nhá. Đây là hết container nhá. Viết đầy đủ đấy. Thì về sau copy nó không bị lỗi. Và đây là hết thông tin sản phẩm. Đấy, viết như này thì không. Ừ. Như vậy là mình đã xử lý xong cái phần khối dưới. Đấy, tổng kết phần khối dưới này là học cái cách mà mình chia lại cái độ rộng của cột. Thế thôi. Dừng video đi.